Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Từ đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc. Như quý vị đã biết, những người tuổi Tân Sửu trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì vướng phải cục diện là phá thái tuế. Vậy nên là trong năm ấy cũng sẽ có nhiều cái biến động lớn. Đấy, đặc biệt một số cái biến động nó đi theo cái chiều hướng bất lợi. Vậy thì làm thế nào để cho những nữ gia chủ tuổi Tân Sửu có thể nắm bắt được cái vận thế của mình, giúp cho cái đường đi nước bước trong năm 2024 ấy, có được những cát tinh phù trợ và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng phân tích về lá số tử vi của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng. Trong 6 tháng đầu năm của năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu? Và đâu là cái tháng để gia chủ có thể thu hút được theo cái may mắn, thu hút được cái tài lộc? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, những người tuổi Tân Sửu là những người sinh năm 1961, có thiên can là Tân, địa chi là Sửu. Người này có lá số là âm nữ, có ngũ hành là Bích Thượng Thổ, cung mệnh là cung chấn thuộc mộc, được gọi là lộ đồ chi ngưu, có nghĩa là trâu trên đường, có xương con trâu, tướng tinh con đười ơi, con nhà huỳnh đế, quan lộc bần cùng. Quý vị thân mến, đầu tiên bao giờ cũng vậy, để xét chi tiết về từng tháng, xem tháng nào tốt, tháng nào xấu, thì chúng ta cũng phải biết về cái vận trình của năm. Đó. Từ cái vận trình của năm, chúng ta sẽ đưa ra được những luận đoán, những kết luận chính xác nhất về cái cát hung vận hạn, cũng như là những cái may mắn, những cái tài lộc sẽ đến với những người tuổi Tân Sửu như thế nào. Thì ngay sau đây chúng ta hãy dành ra 1-2 phút để cùng phân tích về cái vận hạn của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng. Trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì đầu tiên quý vị biết ấy, năm Tân Sửu thì chúng ta sẽ có Sửu gặp Thìn, nó là cục diện tương phá. Như vậy là gì? Năm 2024 ấy, gặp cục diện tương phá với Thái Tuế. Vậy nên là những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 ấy, dễ gặp những cái thất bại, dễ gặp những cái tổn thương, dễ gặp tổn thất trong chuyện làm ăn. Vận may thì nó sa sút và cái hạn tiểu nhân, thị phi nó cũng bủa vây. Các cụ thường nói là gì? Thái tuế đương đổ tọa, vô hỷ át thiếu họa. Cái tai ương nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chẳng những mưu sự bấp bênh nay đây mai đó mà cái sức khỏe cũng bị gì? Cũng bị kém. Nó sẽ bị gì? Ốm đau liên miên. Tư tưởng của gia chủ cũng gặp nhiều cái bế tắc. Vậy nên là gì? Cũng cần phải có cái phương pháp hóa giải hợp lý để giúp cho những người tuổi Tân Sửu gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, khi mà gặp cái cục diện hai hành sửu thổ gặp thìn thổ đó, khi mà thổ nó quá vượng thì sức khỏe sẽ bị kém, và bên cạnh đó là gì, các mối quan hệ nó có xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái bất đồng, nhiều cái tranh chấp. Vậy nên để tăng cường cái sức khỏe cho mình ấy, thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm, quý vị hãy luôn nhớ là gì, nên luyện tập thể dục thể thao đều đặn, đúng không? Cũng nên là tham gia vào những câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ của người cao tuổi ấy. Thứ nhất là gì, để cho khuây khỏa đầu óc, có cái môi trường sinh hoạt lành mạnh. Thứ hai là quý vị cũng sẽ có thể có được cái môi trường làm việc tốt, có được môi trường công tác tốt, để cho chúng ta gì có thể giải tỏa căng thẳng, giải tỏa stress và tránh những hiện tượng là gì bị căng thẳng quá mà sinh ra bệnh tật ốm đau. Còn về mặt xã hội thì trong cái thời gian này quý vị sẽ gặp nhiều cái tình trạng như là gì, cảm thấy là nóng tính, bức bối và thường hay xử lý các vấn đề bằng cái cảm xúc. Vậy nên là đôi khi cũng sẽ làm mất lòng người khác, mất lòng cấp trên, mất lòng cấp dưới, cũng như là gì, mọi người xung quanh. Đôi khi chỉ về cái lời nói mà sẽ gây ra những cái hung họa, những cái thị phi. Vì thế mà những người tuổi Tân Sửu ấy, quý vị hãy luôn nhớ là gì, cần phải hết sức cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói của mình trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn này. Và để hóa giải cục diện tương phá thái tuế
thì những người tuổi Tân Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế. Kim bài Thái Tuế là một cái pháp khí phong thủy để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế, nghênh đón Thái Tuế, mang lại một năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào cho chính bản thân mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái cục diện thiên can, đúng không? Thiên can thì chúng ta có Tân gặp Giáp thì nó là cục diện là chính tài. Nói chung ấy, trong năm 2024 thì với nữ mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì cái chính tài nó lâm vận, nó cho thấy là đây là một cái năm mà gia chủ cũng có được một cái thu hoạch khá là khả quan. Vậy nên những gia chủ tuổi Tân Sửu nên chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội này để thu hút về cái tài lộc nhiều hơn. Trong năm 2024 ấy, dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với những cái thành quả mà mình đạt được. Cái nguồn thu của những người tuổi Tân Sửu 1961 cũng tăng lên trông thấy. Tuy nhiên có thu thì cũng phải có chi, đúng không ạ? Bao giờ cũng vậy. Nếu như mà gia chủ cứ tiếp tục dễ dãi với bản thân quá mức và không có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì cũng rất dễ là bị gì hao tán cái tiền bạc và tài lộc đấy. Bên cạnh đó thì trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta có biết là địa chi Thìn ấy, nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn, Tân gặp Quý nó thực thần và Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Như vậy là trong cái năm 2024 ấy thì vẫn có những cái cát tinh nó trợ mệnh, nó giúp đỡ, nó ẩn tàng ở cái thiên can ẩn tàng. Vậy nên là gì, nó cũng nói lên rằng quý vị cũng sẽ có cơ hội. Nếu như mà những người tuổi Tân Sửu biết nắm bắt cơ hội, nắm bắt thời cơ thì cũng có được gì cái may mắn tài lộc đến với mình. Đầu tiên chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn. Cái chính ấn nó cũng nói lên rằng là gì, trong năm 2024 ấy thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng, nói chung ấy, chuẩn gia chủ cũng sẽ có được cái quyền uy, có được cái địa vị của mình, củng cố được cái quyền uy, cái địa vị. Và lời nói thì trong tập thể cũng được gì đánh giá cao. Bên cạnh đó, những người mà chuẩn bị xin thăng chức, xin tăng lương ấy, thì cũng sẽ gặp nhiều cái thuận lợi, không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên nếu mà gia chủ muốn mà thành công hơn nữa thì cũng cần phải nỗ lực hết mình, cố gắng nhiều hơn nữa. Mặc dù là đã ở cái tuổi về hưu rồi nhưng mà các bác ấy vẫn có thể cống hiến tốt được cho cái công việc cũng như là cho cuộc sống, và truyền đạt lại những cái kinh nghiệm cho mọi người xung quanh. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp Quý thì nó thực thần. Cái thực thần nó cũng báo hiệu là trong cái năm 2024 ấy thì gia chủ tuổi Tân Sửu cũng có cơ hội để gì gặp gỡ, giao lưu cũng như là gì mở rộng cái mối quan hệ của mình. Bên cạnh đó trong năm nó dự báo là có lộc ăn uống, vậy nên quý vị cũng rất dễ được mời đi tiệc tùng hoặc là mời đi tham gia vào những cái cuộc du lịch đấy, tham quan vân vân. Thêm nữa là cái thực thần này nó cũng dự báo là những người làm ăn kinh doanh, những người làm nghề tự do ấy thì cũng rất có lộc nhé, có lộc làm ăn, cái vận may nó có bất ngờ nó ập đến. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội là có thể gì có cái cơ hội đổi đời, đổi vận giàu sang. Bên cạnh đó chúng ta có Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Cái thiên tài lâm vận nó cũng nói lên rằng là gì, trong năm thì quý vị cũng sẽ có một cái vài cơ hội để trúng số độc đắc đó. Đôi khi mua một tờ vé số chơi chơi ấy, thì cũng gì cũng đạt được một cái giải rất là cao. Bên cạnh đó cái thiên tài nó cũng nói lên rằng là trong thời gian này quý vị cũng rất giỏi trong việc kiếm tiền, rất giỏi trong việc thể hiện cái bản lĩnh của mình. Đấy, những cái lúc khó khăn, những cái lúc gian khổ nhưng mà những người tuổi Tân Sửu ấy vẫn có thể là gì mở ra những cái hướng đi mới và tìm được cách kiếm tiền về đầy túi cho mình. Đó. Vậy nên để gia tăng cái vận chính tài cũng như là cái chính ấn thực thần và cái thiên tài để được cát tinh tương trợ giúp đỡ nhiều hơn thì những người tuổi Tân Sửu quý vị ấy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những cái xung khắc, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời.
cho những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữa mà. Thưa quý vị, bên cạnh cái cục diện về thiên can địa chi thì chúng ta cũng cùng xét về cái sao hạn. Cái sao hạn thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2024 là 64 tuổi. Ở cái độ tuổi 64 thì quý vị gặp sao hạn là cái sao Kế Đô và cái hạn 5 là cái hạn Thiên Tinh. Đó. Như quý vị đã biết ấy, cái sao Kế Đô nó là một cái hung tinh. Đấy. Các cụ nói là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô, thì cái sao Kế Đô nó xấu với nữ. Nó sẽ đem lại những cái tai nạn, cái hao tài tốn của, tăng khó, bệnh tật. Đấy. Trong năm thì gặp nhiều chuyện thị phi, buồn khổ. Quý vị đôi khi ấy buồn bực trong lòng mà không biết giải bày cùng ai. Bên cạnh đó, trong gia đình thì cũng có nhiều cái việc không may. Và cái sao này, sau cái đồ nó xấu nhất vào cái tháng 3 và cái tháng 9 âm lịch. Tháng 3 là cái tháng Mậu Thìn và cái tháng 9 thì nó là tháng Giáp Tuất. Đây là hai cái tháng mà quý vị cần phải đặc biệt lưu tâm. Thêm nữa, trong năm ấy thì ở cái tuổi 64 thì quý vị gặp cái hạn 5 là cái hạn Thiên Tinh. Cái hạn Thiên Tinh nó bất lợi về mặt sức khỏe. Đấy. Quý vị ăn uống thì đề phòng bị ngộ độc. Thì ngoài ra ấy, đi ra ngoài đường thì quý vị cũng phải cần phải cẩn trọng, vì có thể rất dễ gặp cái chuyện tai bay vạ gió. Nên là quý vị cũng cần phải chú ý trong cái chuyện lời ăn tiếng nói. Chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói của mình nhé. Vậy nên là gì? Trong năm 2024 ấy, nói chung ấy, thì có rất nhiều cái cát tinh, và cái cát tinh ẩn tàng nó chiếu mệnh. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng không ít những cái hung tinh. Vậy nên nó cũng báo hiệu là đây là một cái năm mà khá là vất vả, chật vật đối với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà gì nhụt chí, đấy, mềm lòng. Quý vị chỉ cần có nghị lực một chút thì với cái kinh nghiệm và với cái vốn sống của mình thì những người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể vượt qua được những khó khăn để thu về cái may mắn và cái tài lộc cho mình. Đó. Vậy thì dựa vào cái vận trình năm như vậy, chúng ta cùng xét xem chi tiết từng tháng trong 6 tháng đầu năm thì tháng nào tốt, tháng nào xấu đối với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đó, xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn chúng ta có Thìn gặp Sửu thì nó là cục diện tương phá. Thì quý vị cũng biết đấy, hai hành thổ nó tương phá, vậy nên là trong năm xảy ra nhiều những biến cố, xảy ra nhiều cái biến động trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị sẽ gặp nhiều cái khó khăn, công việc thì có nhiều cái dấu hiệu bất ổn. Đấy, cái sự hiếu thắng của những người tuổi Tân Sửu trong thời gian này, đấy, đôi khi ấy, sẽ khiến quý vị đưa ra những quyết định vội vàng và dẫn đến những cái sai lầm trong công việc, trong cuộc sống. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Và trong thời gian này thì cái sức khỏe nó cũng không được tốt và các mối quan hệ nó cũng trở nên dần dần là gì, bị mờ nhạt. Đó. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn. May mắn là có cái chính ấn nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là trong thời gian này nó cũng gì giúp cho những người tuổi Mậu tuổi Tân Sửu ấy có được cái quyền uy, có được cái vị thế của mình, và những quyết định của quý vị vẫn được cấp dưới, cấp trên ủng hộ. Đôi khi ấy cũng sẽ gì mang lại những kết quả tốt, mang lại những thành tựu lớn lao trong công việc và được mọi người gì ngưỡng mộ. Thêm nữa trong địa chi Thìn thì nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính tài, Tân gặp Quý nó là thực thần, và Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Đầu tiên chúng ta có Tân gặp Mậu là chính tại chính ấn, đúng không ạ? Thì được chính ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó cũng sẽ khiến cho cái công việc được hanh thông thuận lợi và cũng thể hiện được cái quyền uy, cái quyền lực, cái năng lực của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp Quý thì nó là thực thần. Được cái thực thần nó chiếu mệnh, vậy nên là trong cái tháng này quý vị sẽ có lộc ăn uống, có lộc làm ăn, có lộc kinh doanh. Và một số người sẽ may mắn có được cái tài lộc như ý. Do được thực thần chiếu mệnh, vậy nên là gì? Cái công việc kinh doanh buôn bán nó cũng trở nên thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Và cái tài lộc nó cứ bất ngờ nó ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần quý vị biết nắm bắt cơ hội là có thể gia tăng thêm được cái tài lộc như ý cho mình. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Được cái thiên tài chiếu mệnh, nó cũng báo hiệu đây là một cái năm, một cái tháng mà quý vị có nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội này thôi thì có thể là gì? Một bước lên mây đổi đời giàu có. Đó.
À, thưa quý vị, thì trong cái tháng 3 âm lịch, những người tuổi Tân Sửu có lưu niên mộ nó nhập mệnh. Cái lưu niên mộ nó nhập mệnh ấy thì nó cũng nói lên rằng là gì? Trong thời gian này, những người tuổi Tân Sửu được tự tin thể hiện cái cá tính của mình mà không sợ bị người khác chỉ trích hay là nói xấu. Trong thời gian này thì gia chủ hoàn toàn tập trung vào công việc. Đấy. Và không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện tầm phào không đầu không cuối. Nhờ thế mà những người tuổi Tân Sửu ấy cũng sẽ tránh được những thị phi, những cái tai ách, những cái họa tiểu nhân. Đó. À, thêm nữa trong cái tháng 3 này, chúng ta có lưu niên Thái Tuế vào cái phục binh. Cái phục binh nó chỉ về cái sự mờ ám, chủ về cái sự là mai phục ấy. Còn cái lưu niên Thái Tuế thì quý vị biết ấy, nó là một cái hung tinh. Chúng ta là trong tháng này quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó được thuận lợi, may mắn và hanh thông hơn. À, như vậy là gì? Trong cái tháng 3 âm lịch, nó là một cái tháng mà nói chung ấy cũng là một cái tháng tốt nhá. Cái tháng tốt. À, quý vị chỉ cần lưu ý một chút về sức khỏe và về các mối quan hệ để gì? Cái hạn tiểu nhân ám hại thôi. Chứ còn về vận trình công việc thì nó vẫn tiến hành là rất là tốt. Nó cũng mang lại được cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 4. Tháng 4 là tháng kỷ tỵ, đúng không ạ? Tháng kỷ tỵ chúng ta có tỵ hỏa sinh cho sửu thổ, được cục diện hỏa thổ tương sinh, vậy nên là gì? À, trong tháng thì sức khỏe nó cũng tốt và các mối quan hệ cũng dần dần đi lên, có những bước tiến triển đột phá. À, bên cạnh đó chúng ta có tỵ gặp sửu thì nó là cục diện tam hợp. Đó. Được cục diện tam hợp Thái Tuế nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó che chở. Vậy nên trong cái tháng 4 này, tháng kỷ tỵ này, thì nói chung ấy, những người tuổi Tân Sửu sẽ có cơ hội thể hiện cái năng lực của mình cho công việc hoặc là trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Nếu mà gia chủ làm tốt thì gia chủ hoàn toàn có thể là trở thành cái người dẫn đầu một cái xu hướng nào đó, một cái trào lưu nào đó. Và sẽ gì vượt xa đối thủ và có được những cái quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là sẽ mở ra nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu cho những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong cái năm 2024. À, bên cạnh đó chúng ta có Tân gặp Kỷ thì nó là thiên ấn. Lại được cái thiên ấn đó trợ lực, nó giúp đỡ. Nên là trong cái năm 2024 ấy, thì một vài mục tiêu, một vài dự định, một vài cái cơ hội sẽ được quý vị tận dụng triệt để gì đạt được những thành tích ban đầu và có được những cái công nhận từ mọi người xung quanh. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái thiên ấn ấy nó cũng sẽ giúp cho những người mà đang làm quản lý, những người làm quan chức, những người mà chủ doanh nghiệp buôn bán kinh doanh ấy thì cũng sẽ gặp nhiều cái thuận lợi. Trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ. Quý vị làm việc gì cũng khôn ngoan nhạy bén. À, nên là gì cũng sẽ thu về được cho mình khá là nhiều cái tài lộc. À, thêm nữa chúng ta có địa chi tỵ thì nó ẩn tàng ba thiên can, bính, mậu và canh. À, chúng ta có Tân gặp bính thì nó là chính quan, Tân gặp mậu thì nó là chính ấn và Tân gặp canh thì nó là kiếp tài. Đó. Như vậy là trong thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái cát tinh và những cái hung tinh. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội thì vẫn có thể chuyển đổi tình thế, lật ngược tình thế và gì tìm kiếm cho mình những cái cơ hội mới phát triển tốt hơn. Đầu tiên chúng ta có Tân gặp bính thì nó là chính quan. Cái chính quan nó nói đến rằng là gì? Trong thời gian này quý vị sẽ được quý nhân giúp đỡ. Cái chính quan nó cũng sẽ giúp cho công việc của quý vị được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn. Và trong công việc thì luôn có quý nhân, nên là gì? Quý vị cũng sẽ đưa ra được nhiều quyết định đúng đắn. Và khi mà gặp khó khăn, khi mà gặp trắc trở cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp mậu là chính ấn. Cái chính ấn nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tân Sửu, nữ mạng củng cố được cái quyền uy, củng cố được cái vị thế của mình, củng cố được cái địa vị đấy, cũng như là gì có tiếng nói trong đoàn thể. Và những quyết định, những cái kế hoạch mà quý vị đưa ra đôi khi cũng sẽ giúp cho cả tập thể có những cái bước tiến xa hơn đó. À, bên cạnh đó chúng ta có Tân gặp canh thì nó là kiếp tài. Nói chung ấy, trong tháng này gặp kiếp tài lâm vận, đâm ra là gì, đôi khi ấy, quý vị cũng sẽ gặp những cái trắc trở, những khó khăn trong công việc, khiến cho những người tuổi Tân Sửu phải phiền lòng, phải bận tâm. Đó. À, bên cạnh đó trong tháng có cái lưu niên tuyệt nó nhập mệnh. Cái lưu niên tuyệt thì đôi khi nó đẩy mọi hướng đi theo cái chiều hướng
theo điều mà quý vị không mong muốn và khó có thể lường trước được. Các mối quan hệ nó cũng gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa. Gia chủ có xu hướng khép mình lại, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh khỏi những thị phi hay là cái hạn tiểu nhân trong thời gian này. Vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu tâm nhé. Và để hóa giải cái thị phi, tai ách do cái kiếp tài mang lại, cũng như là để tăng cường cái may mắn do cái chính ấn, chính quan và thiên ấn, thì những người tuổi Tân Sửu quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữa mạng. Tiếp theo là trong tháng 4 ấy, thì chúng ta có lưu niên đại hao. Cái đại hao nó chiếu mệnh, đâm ra là gì? Đây cũng là một cái tháng khó khăn. Đấy, khó khăn với những người tuổi Tân Sửu. Thêm nữa, lại gặp cái thiên không thì nói chung đây là hai cái hung tinh, nó gây sự mất mát về tiền bạc và tài lộc. Nhưng mà tổng quan lại thì trong cái tháng này vẫn còn rất nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên là cái tháng 4 cũng là một cái tháng tốt nhá. Cái tháng tốt, tốt lành may mắn đối với những người tuổi Tân Sửu. 1961 nữ mạng nhá. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 5. Nó là cái tháng canh ngọ. Tháng 5 là tháng canh ngọ. Thì trong cái tháng canh ngọ này này, thì chúng ta có gì? Sửu gặp ngọ là cục diện lục hại. Vậy nên là gì? Cái cục diện lục hại này nó cũng đẩy mọi thứ đi theo cái điều mà những người tuổi Tân Sửu không mong muốn. Trong công việc thì dễ gặp chuyện bất an, tài vận, sự nghiệp thì khó có những cái bước đột phá. Bên cạnh đó, trong cái tháng 5 này này thì lại gặp nhiều chuyện thị phi, tai ách. Quý vị cũng cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để có được cái cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có tân gặp canh thì nó lại là kiếp tài. Lại gặp cái kiếp tài nó lâm vận, đâm ra là gì? Trong thời gian này thì những người tuổi Tân Sửu ấy sẽ gặp khó khăn, gặp trục trặc, gặp trắc trở trong công việc. Mọi thứ nó gần như là đẩy theo cái chiều hướng là tiêu cực, để theo chiều hướng xấu, không may mắn đối với những người tuổi Tân Sửu. Thêm nữa, trong cái tháng này chúng ta có địa chi ngọ thì ẩn tàng thiên can đinh và kỷ. Chúng ta có tân gặp đinh thì nó là thất sát và tân gặp kỷ thì nó là thiên ấn. Cái thất sát nó cũng báo hiệu là trong tháng năm âm lịch ấy, thì cái thất sát nó dự báo quý vị sẽ gặp nhiều cái rắc rối khó lường. Đấy, khiến cho bản mệnh phải phiền lòng, phải bận tâm và đôi khi phải bứt rứt suy nghĩ khá là nhiều. Công việc thì nó không được thuận lợi, lại luôn có kẻ tiểu nhân quấy phá, nên là gì? Nó lại càng khó khăn hơn. Thêm nữa là chúng ta có tân gặp kỷ thì nó là thiên ấn. Cái thiên ấn nó cũng gỡ gạc được một chút, đấy, nó cũng mang lại một chút may mắn, nhưng mà cũng không đáng kể. Nói chung ấy, trong tháng này thì quý vị lại gặp thêm cái lưu niên tăng môn và cái bệnh phù nữa. Nó chủ về cái sức khỏe thì bị giảm sút này. Thứ hai là gì? Cái tăng môn thì nó hay xảy ra những chuyện buồn phiền, những chuyện tang tóc, những chuyện không may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Bên cạnh đó quý vị lại gặp cái lưu niên thai nó nhập mệnh nữa. Thì nó cũng nói lên rằng đây là một cái tháng mà quý vị thường đưa ra những cái xử lý vấn đề bằng cái cảm xúc, thiếu đi cái lý trí, thiếu đi cái sự khôn ngoan cần thiết. Vậy nên là cũng rất dễ mắc sai lầm trong công việc. Như vậy là gì? Trong cái tháng 5 này này, nó là một cái tháng xấu nhá. Xấu. Không tốt với những người tuổi Tân Sửu. Tiếp theo chúng ta xét về cái tháng 6. Nó là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi thì chúng ta có Sửu Mùi là tương xung. Xung thì nó là xấu rồi đúng không ạ? Cái cục diện tương xung này nó sẽ khiến cho những người tuổi Tân Sửu sẽ phải gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái xáo trộn và gặp nhiều cái thay đổi trong cuộc sống. Cái môi trường xung quanh thì có nhiều biến động. Lại gì, cái vận quý nhân nó lại kém, nên là gì, nó lại càng khó khăn hơn. Thêm nữa, chúng ta có tân gặp tân thì nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên nó cũng cảnh báo, nó cũng nhắc nhở trong thời gian này thì những gia chủ tuổi Tân Sửu phải hết sức cẩn thận cho công việc, hết sức cẩn thận với mọi người xung quanh, với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp của mình. Không phải ai cũng thân thiện, hiền lành để cho quý vị dốc bầu tâm sự, mà đây cũng là cái thời điểm mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Bên cạnh đó, cái địa chi mùi thì nó ẩn tàng ba thiên can kỷ ất và đinh. Chúng ta có tân gặp kỷ thì nó là thiên ấn, tân gặp ất nó là thiên tài và tân gặp đinh thì nó là thất sát. Đó, như vậy là gì, trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cái hung tinh và cát tinh,
hung tinh có thất sát và cát tinh có thiên ấn và thiên tài. Đó. À, thêm nữa là trong tháng lại có lưu niên dưỡng nó nhập mệnh, thì nó cũng nói rằng là gì? Trong thời gian này những người tuổi Tân Sửu cũng khá là chịu thương chịu khó. Đó. À, khá chịu thương chịu khó, và nói chung ấy, bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với những cái điều trong cuộc sống, mọi điều trong cuộc sống mà không một chút kêu ca oán thán hay là phiền nàn phàn nàn, đúng không ạ? Thêm nữa là gì, trong tháng này lại có lưu niên thiếu âm và hỷ thần, thì nó cũng sẽ giúp đỡ cái vận trình được tốt lên phần nào. Nhưng mà tổng quan lại ấy, đây là một cái tháng năm xung tháng hạn, đây là gì, một cái tháng cũng là tháng xấu nhá, tháng xấu với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. À, tiếp theo chúng ta xét tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn chúng ta có Sửu gặp Thìn, Sửu Thổ gặp Thìn Thổ, đúng không ạ? Nó là cục diện tương phá. À, trong cái tháng 3 này gặp cục diện tương phá nên là những người tuổi Tân Sửu ấy dễ gặp thất bại trong chuyện làm ăn. Đó. Và nói chung ấy, những cái tai họa, những cái tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. À, không những mưu sự bấp bênh mà cái sức khỏe nó cũng bị sa sút, đau ốm liên miên. À, thêm nữa, chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn. Đó. May mắn với những người tuổi Tân Sửu là được chính ấn tương trợ giúp đỡ. Nên là nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tân Sửu ấy, à, nói chung thể hiện là cái quyền uy, cái quyền lực của mình. Đặc biệt trong thời gian này một số người sẽ có cái cơ hội để thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng. Và cái chính ấn này nó cũng sẽ lợi cho những người làm kinh doanh buôn bán, những người làm công chức hoặc là những người có chí tiến thủ, thì sẽ dễ có được cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc cho mình. À, bên cạnh đó thì chúng ta biết cái địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Đó, chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn, Tân gặp Quý nó là thực thần, và Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Như vậy là gì, trong cái tháng 3 này thì vẫn có những cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi Tân Sửu có vẻ được tươi sáng hơn. Thì đầu tiên chúng ta có Tân gặp Mậu là chính ấn. Thì cái chính ấn nó xuất hiện nó cũng sẽ giúp khẳng định được cái vị thế, khẳng định được cái quyền uy. Một số người tuổi Tân Sửu sẽ đưa ra được những cái kế sách, những cái kế hoạch kinh doanh cũng như là gì, những cái quyết định đúng đắn trong công việc sẽ giúp cho tập thể ngày càng đi lên, ngày càng phát triển. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp Quý thì nó là thực thần. À, gặp cái thực thần nó chiếu mệnh. Vậy nên là gì? Trong thời gian này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tân Sửu ấy có được cái vận may về chuyện là cái quan hệ và ăn uống, có lộc ăn uống, có lộc làm ăn. Đấy. Vì thế mà trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh tự do, những người buôn bán, những người đầu tư ấy thì cũng sẽ rất có lợi nhé, rất có lợi. Cái vận may thì đầy mình và cái cơ hội, cái may mắn nó cứ bất ngờ nó ập đến. À, tiếp theo chúng ta có Tân gặp Ất thì nó là thiên tài. Cái thiên tài chiếu mệnh nó cũng sẽ mang lại cái may mắn trên con đường công danh sự nghiệp, trên con đường công việc, trên con đường kiếm tiền. À, gia chủ tuổi Tân Sửu trong cái tháng này cũng rất giỏi trong việc kiếm tiền. Đó. Ngay cả khi tình hình kinh tế khó khăn thì quý vị cũng sẽ mở ra được nhiều cái cơ hội để gì, gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. À, thêm nữa trong tháng thì quý vị gặp cái liên niên đế vượng. Cái đế vượng thì nó cũng nói lên rằng là gì, trong cái tháng này thì quý vị có lẽ là gì, làm ăn được, đó, gặp nhiều may mắn. Nên là quý vị sẽ tỏ ra cao ngạo hơn khi mà thấy bản thân có những cái thành tích còn người khác thì không có. Nếu gia chủ duy trì được cái thái độ này thì trong cuộc sống gia chủ sẽ gặp nhiều lao đao vì có người ghen ghét, đố kỵ mà tìm cách gây hại. Lời khuyên dành cho những người tuổi Tân Sửu Nam Mạng trong thời gian này là nên khiêm tốn, vì trong thế gian này còn rất nhiều người giỏi hơn. Chỉ là do gì, mình chưa có cơ hội gặp họ mà thôi. À, bên cạnh đó trong tháng thì có lưu niên Thái Tuế và cái Thanh Long, đúng không ạ? Các cụ nói là Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. À, nói chung ấy, để gia tăng thêm cái may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi và hanh thông hơn. Thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé, để thỉnh cái kim bài Thái Tuế này. À, thêm nữa quý vị lại gặp lưu niên Thanh Long. À, Thanh Long nó là một cái sao tốt, nó chủ về cái sự vui vẻ, hòa nhã. Thanh Long nó mang lại cái sự may mắn trên mọi phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, đúng không? Vậy nên là gì? Trong tháng này mặc dù là vướng về cục diện tương phá, nhưng mà xung quanh những người tuổi Tân Sửu luôn có những cái cát tinh nó hỗ trợ. Vì thế, đây cũng là một cái tháng tốt nhá, một cái tháng tốt với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, Nam ạ.
Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 4. Tháng 4 nó là tháng Kỷ Tỵ. Chúng ta có Tỵ gặp Sửu, Tỵ hỏa gặp Sửu thổ thì lại được cục diện hỏa thổ tương sinh. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Tân Sửu sẽ có được cái sức khỏe tốt. Thứ hai là các mối quan hệ thì cũng trở nên gì hòa hợp hơn. Đó, hòa hợp hơn và có nhiều cái thuận lợi may mắn. Thêm nữa, chúng ta có Sửu gặp Tỵ thì nó là cục diện tam hợp. Nói chung ấy, được cục diện tam hợp nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Tân Sửu, Nam Mạng sẽ được quý nhân nâng đỡ trên cái vận trình công việc, công danh sự nghiệp của mình. Dù những người tuổi Tân Sửu ấy cũng có đủ bản lĩnh, cũng có đủ những cái kinh nghiệm để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, nhưng mà có thêm sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân nên là gia chủ có thể tiến hành nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn công sức. Vì thế quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để mở rộng cái mối quan hệ, tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Thêm nữa, trong tháng chúng ta có Tân gặp Kỷ thì nó là cái thiên ấn. Lại được thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ. Nên là trong năm 2024, trong tháng 4 âm lịch, thì những người tuổi Tân Sửu sẽ gì dễ hoàn thành được cái mục tiêu, được những cái kế hoạch của mình trong thời gian tới. Gia chủ đi làm với cái tinh thần phấn khởi và gì gặp nhiều cái may mắn trong công việc, trong sự nghiệp do được thiên ấn nâng đỡ. Nên là những người làm quản lý, những người làm quan chức, những người làm chủ kinh doanh ấy thì cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn và thuận lợi hơn. Đó. Thêm nữa, trong cái tháng 4 chúng ta có địa chi Tỵ thì nó ẩn tàng ba thiên can, Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Tân gặp Bính thì nó là chính quan, Tân gặp Mậu nó là chính ấn và Tân gặp Canh thì nó là kiếp tài. Như vậy là gì? Trong cái tháng 4 ấy nó cũng có những cái cát tinh nó hỗ trợ. Vậy nên trong tháng 4 nếu mà gia chủ nắm bắt được cơ hội thì cũng sẽ gia tăng thêm được cái may mắn và tài lộc cho mình. Thì đầu tiên chúng ta xét Tân gặp Bính thì nó là chính quan. Được cái chính quan nó nâng đỡ nên là cái con đường công danh sự nghiệp của gia chủ tuổi Tân Sửu cũng sẽ được thuận lợi hơn. Gia chủ đi làm với cái tinh thần phấn chấn, học hỏi và truyền đạt được những kinh nghiệm, những cái vốn sống, những kỹ năng của mình cho lớp trẻ. Những người tuổi Tân Sửu là những người mà không ngại đón nhận những khó khăn, những gian khổ. Trong thời gian sắp tới thì đặc biệt rất là may mắn với những người mà có ý chí cầu thị thì sẽ dễ được thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng. Trên đường đi thì luôn có quý nhân nâng đỡ và mọi sự may mắn hanh thông sẽ đến với những người tuổi Tân Sửu trong cái thời gian này. Thêm nữa, chúng ta có Tân gặp Mậu thì nó là chính ấn. Cái chính ấn nó cũng sẽ giúp gì củng cố được cái quyền uy, củng cố được cái vị thế của những người tuổi Tân Sửu. Vậy nên trong thời gian này thì nói chung ấy, đặc biệt là những người làm quan chức, những người đang chuẩn bị muốn thăng chức tăng lương xin việc thì cũng sẽ gặp được thuận lợi hơn. Gia chủ cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên nếu muốn bản thân phát triển nhiều hơn nữa thì quý vị cũng cần phải có chí tiến thủ và chịu khó lắng nghe từ những người đi trước. Bên cạnh đó chúng ta có Tân gặp Canh thì nó là kiếp tài. Nói chung ấy, gặp cái kiếp tài lâm vận nên là những người tuổi Tân Sửu cũng sẽ khá vất vả trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc lúc nào cũng chật vật bận rộn. Đấy, lại hay có hạn tiểu nhân quấy phá nên là quý vị cũng cần phải là gì? Hết sức cẩn thận. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, để hóa giải cái hạn tiểu nhân cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tân Sửu trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cái vận trình nó cũng sẽ được hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng. Tiếp theo, chúng ta biết là trong tháng 4 thì có cái lưu niên lâm quan nó nhập mệnh. Cái lưu niên lâm quan nhập mệnh nó cho thấy là gì? Trong tháng này thì quý vị sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Dù là việc lớn hay việc nhỏ thì gia chủ cũng đều không nề hà và cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc và trong cuộc sống. Tuy nhiên trong tháng này có lưu niên tiểu hao và cái thiên không, thì hai cái sao này nó chủ về sự mất mát, chủ về cái sự hư không, chủ về cái sự gọi là gì? Mất mát về tiền bạc ấy. Vậy nên quý vị cũng cần phải có chế độ quản lý tiền một cách cẩn thận nhé. Đó. May mắn là gì? Trong tháng lại có cái lưu niên thiếu dương, nó cũng hóa giải được cái phần nào.
Vậy nên cái tháng 4 ấy cũng là một cái tháng rất là tốt lành, tốt với những người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 Nam Mạng. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 5 là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ chúng ta có Sửu gặp Ngọ thì là cục diện lục hại. Vướng vào cái cục diện lục hại này thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Tân Sửu, Nam Mạng dễ gặp những chuyện bất an. Tài vận lẫn sự nghiệp thì khó có những cái bước đột phá. Ở trong năm thì thị phi nhiều, quý vị nên cẩn trọng và phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Thêm nữa chúng ta có Tân gặp Canh thì nó lại là kiếp tài. Gặp cái kiếp tài nó lâm vận. Vậy nên là trong cái tháng 5 này, quý vị cũng khá vất vả, khá chật vật trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc lúc nào cũng bận rộn, lại hay có hạn tiểu nhân đeo bám. Những người tuổi Tân Sửu là những người nhiệt tình, thẳng tính, nhưng lại dễ bị lợi dụng, dễ nóng tính trong thời gian này. Đó, vậy nên là gì? Quý vị cũng cần phải lưu tâm nhé. Thêm nữa, trong cái tháng 5, đấy thì chúng ta có địa chi Ngọ nó ẩn tàng hai thiên can Đinh và Kỷ. Chúng ta có Tân gặp Đinh thì nó là thất sát, và Tân gặp Kỷ thì nó thiên ấn. Đó. Bị cái thiết sát, thất sát nó án ngữ, nên là trong cái tháng 5 này, quý vị sẽ gặp những cái rắc rối, những cái khó khăn, và gặp nhiều chuyện khiến cho gia chủ phải phiền lòng, phải bận tâm. Đó. Cái thất sát này nó cũng sẽ làm tăng cái hạn tiểu nhân, và dễ bị tiểu nhân quấy phá, đấu đá, tranh đấu, tranh quyền đoạt lợi. Bên cạnh đó, trong tháng thì quý vị lại có cái lưu niên Quan Đới nó nhập mệnh. Cái Quan Đới nó cũng sẽ gì giúp cho cái vận quý nhân của những người tuổi Tân Sửu sẽ được thuận lợi hơn. Đó, nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn thuận lợi cho những người tuổi Tân Sửu. Bên cạnh đó thì trong tháng có lưu niên Tang Môn và cái tướng quân. Cái Tang Môn nó chủ về cái sự tang tóc buồn rầu, chủ về cái sự tang thương, chủ về sự mất mát. Còn cái tướng sao tướng quân ấy, nó là một cái sao mà nó cũng mang lại cái sự uy quyền và cái quyền lực. Tổng quan lại thì trong cái tháng 5 nó là một cái tháng xấu. Nó là một cái tháng xấu nhá, xấu với những người tuổi Sửu. Quý vị cần phải lưu ý tất cả các khía cạnh trong công việc, trong cuộc sống để có một năm thuận lợi và may mắn nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi thì chúng ta có Sửu và Mùi là cục diện là tương xung. Nói chung ấy, gặp cục diện tương xung nên là trong cái tháng 6, cái vận trình của những người tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều cái xáo trộn trong cuộc sống. Đấy. Có nhiều cái thay đổi, cái môi trường xung quanh thì có nhiều cái biến động. Bên cạnh đó, quý vị lại không được quý nhân phù trợ giúp đỡ, nên là làm gì cũng sẽ gặp khó khăn, trắc trở. Đó. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến cái tài lộc của quý vị nữa. Nên là những người tuổi Tân Sửu cũng nên chú ý trong thời gian này. Bên cạnh đó chúng ta có Tân gặp Tân, đấy thì nó là Tỷ Kiên. Cái Tỷ Kiên này nó cũng nhắc nhở những người tuổi Tân Sửu trong cái tháng này cần phải cẩn thận hơn với công việc. Và khi đi làm ấy, thì quý vị cũng cần phải cẩn thận với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp, cũng như là với mọi người xung quanh. Không phải ai cũng là người thân thiện, dễ bề để cho quý vị tâm sự hoặc là gì, gửi gắm cái niềm tin đâu. Đôi khi gửi niềm tin sai chỗ sẽ dẫn đến là gì? Tổn thất lớn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thêm nữa, cái địa chi Mùi nó ẩn tàng ba thiên can Kỷ, Ất và Đinh. Chúng ta có Tân gặp Kỷ thì nó là thiên ấn, Tân gặp Ất thì nó là thiên tài, và Tân gặp Đinh thì nó là thất sát. Đó. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cát tinh và những hung tinh. Vì thế những người tuổi Tân Sửu cũng phải cẩn thận trong cái tháng này. Chúng ta có Tân gặp Kỷ nó là thiên ấn. Cái thiên ấn nó cũng sẽ giúp cho cái con đường công danh sự nghiệp, nó giúp cho cái vận trình của những người tuổi Tân Sửu ấy cũng sẽ được khởi sắc nếu quý vị nắm bắt được cái cơ hội. Bên cạnh đó, cái vận thiên tài nó cũng sẽ báo hiệu là quý vị vẫn có được cái may mắn tài lộc nếu như quý vị nắm bắt được cái cơ hội và thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Còn cái thất sát nó báo hiệu là trong tháng này thì quý vị cũng gặp nhiều cái chuyện tranh đấu, đấu đá cho công việc cũng như là gì trong cái cuộc sống. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, hóa giải những cái xung sát do cái thất sát mang lại, hóa giải cái hạn thị phi do thất sát mang lại, và tăng cường cái may mắn do thiên ấn và cái thiên tài, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì quý vị gặp cái lưu niên Mộc Dục nó ăn ngữ. Cái Mộc Dục nó sẽ tạo ra cho những người tuổi Tân Sửu có cái cảm giác là trông chênh chật vật, tâm lý thì bất an.
Nó sẽ khiến cho quý vị hành động bằng cái cảm xúc nhiều hơn bằng lý trí, dẫn đến là dễ mắc phải những sai lầm trong công việc. Bên cạnh đó, trong tháng 6 thì có lưu niên thiếu âm và cái tấu thư. Đây là hai cái cát tinh, nó cũng sẽ giúp hóa giải phần nào cái vận xui. Nhưng mà tổng quan lại, trong tháng 6 nó vẫn là một cái tháng xấu nhá. Xấu. Xấu đối với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn, thì trong 6 tháng đầu năm quý vị cần phải lưu ý 3 tháng, đó là tháng 2 là tháng Đinh Mão này. Tháng 5 là tháng Canh Ngọ và tháng 6 là tháng Tân Mùi. Đây là 3 cái tháng xui xẻo nhất trong 6 tháng đầu năm với những người tuổi Tân Sửu 1961 Nam Mạng. Và cái tháng đại cát với những người tuổi Tân Sửu đó chính là tháng 4, nó là tháng tốt nhất. Đó. Thì ngoài ra tháng 3 và cái tháng 1 thì cũng là hai cái tháng tốt. Quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái vận trình tiền bạc tài lộc cho mình nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa phân tích chi tiết về các hung vận hạn của 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Hy vọng những cái phân tích, những cái đánh giá chi tiết của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế, nắm bắt được cái cát hung vận hạn của mình. Từ đó sẽ giúp gia chủ có được cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống để gia tăng thêm cái vận may, tài lộc, sức khỏe và cái sự bình an trong gia đạo. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.